Thưa quý vị, hai thành phố lớn của Ukraine lần đầu bị tấn công. Hai thành phố lớn của Ukraine là Dnipro và Lutsk đã hứng chịu nhiều đợt tấn công vào sáng ngày 11 tháng 3, khiến ít nhất hai binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, một quan chức địa phương cho biết trên Telegram. Vào lúc 5 giờ 45 giờ địa phương, 4 quả rocket đã rơi trúng một sân bay quân sự ở Lutsk. Ông nói thêm rằng hai binh sĩ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau cuộc không kích. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga tấn công vào thành phố Lutsk, phía tây bắc Ukraine gần biên giới với Ba Lan. Thị trưởng thành phố Lutsk cũng ghi nhận các vụ nổ tại một sân bay trong khu vực và kêu gọi người dân xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Cơ quan khẩn cấp tại Ukraine cho biết, tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, ba cuộc không kích vào sáng ngày 11 tháng 3 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, theo Guardian đưa tin. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 6 giờ 10 giờ địa phương tại quận Novokodasky, thành phố Dnipro. Các cuộc không kích được cho là diễn ra gần một trường mẫu giáo, một tòa chung cư và đã khiến một nhà máy sản xuất giày 2 tầng bốc cháy ngay sau đó. Cả hai thành phố Dnipro và Lutsk đều chưa từng bị pháo kích trước đây. Cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 15. Quân đội Nga ngày càng siết chặt vòng vây quanh thủ đô Kyiv, đồng thời tiếp tục công kích các thành phố khắp Ukraine. Trong khi đó, thành phố Mariupol ở miền đông vẫn bị bao vây và hứng chịu nhiều đợt pháo kích, với gần 400.000 người mắc kẹt trong điều kiện thiếu thốn. Thưa quý vị, ông Biden sẽ kêu gọi hủy tư cách tối huệ quốc về thương mại của Nga. Reuters dẫn lời một nguồn thạo tin, Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo kế hoạch nói trên vào lúc 22 giờ 15 ngày 11 tháng 3 giờ Việt Nam. Nếu kế hoạch trên được thông qua, Nga sẽ không còn được Mỹ cho hưởng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong lĩnh vực thương mại. Tối huệ quốc là nguyên tắc then chốt của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Theo nguyên tắc này, một thành viên WTO cần phải đảm bảo đối xử công bằng với các nước khác về phương diện thuế quan và quy định pháp lý. Mất đi đãi ngộ tối huệ quốc đồng nghĩa với việc một số hàng hóa nhập khẩu từ Nga sẽ chịu mức thuế cao hơn, cả mức mà Mỹ đang áp đặt lên Triều Tiên và Cuba. Chẳng hạn, thuế suất của Mỹ đối với cá hồi Nga sẽ tăng từ 15 đến 30%. Từ chỗ được miễn thuế, mặt hàng gỗ rán và rượu vodka sẽ bị đánh thuế lần lượt là 30% và 1,78 USD trên 1 lít. Động thái của Mỹ sẽ được đưa ra với sự phối hợp với EU và các nước thuộc nhóm G7 nhằm tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Nga về vấn đề Ukraine. Thưa quý vị, cựu gián điệp khuyên người Nga thay iPhone bằng điện thoại nội địa. Sau khi Apple quyết định ngừng bán hàng tại Nga, nhiều người phản đối quyết định của táo khuyết bằng cách quay video đập iPad hoặc ủng hộ các sản phẩm nội địa. Trên mạng xã hội VK của Nga và Instagram, nữ nghị sĩ Maria Butina, người bị Mỹ kết tội gián điệp và trục xuất vào năm 2019, đăng video mở hộp Asia T1, khuyến khích mọi người dùng điện thoại này thay vì iPhone. Theo IANS, Asia T1 được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Quy mô có trụ sở tại Nga, cơ sở nghiên cứu thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec. Điểm đặc biệt của Asia T1 là thiết bị có một nút vật lý riêng biệt để vô hiệu hóa camera và micro, giúp người dùng tránh được bất kỳ hình thức giám sát tinh vi nào. Bà Maria Butina tuyên bố trong một đoạn video có hơn 1,2 triệu lượt xem trên Instagram rằng Asia là chiếc điện thoại đáng tin cậy nhất trước những đôi tai, đôi mắt tò mò. Hãy vượt qua nào các đồng chí, đừng lo lắng. Trong phần mô tả video, bà Butina cũng cho rằng mình không nhận tiền để quảng cáo cho điện thoại. Trong làn sóng tẩy chay Nga về cuộc xung đột của nước này với Ukraine, Apple thông báo ngừng bán toàn bộ sản phẩm tại Nga từ ngày 1 tháng 3. Họ cũng giới hạn dịch vụ Apple Pay tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Ứng dụng tin tức RT News và Sputnik News bị vô hiệu hóa khỏi App Store ngoài nước này. Thưa quý vị, tân Tổng thống Hàn Quốc phả gió lạnh vào quan hệ liên Triều. Dọa tấn công phủ đầu hay tuyên bố dạy cho lãnh đạo Triều Tiên một bài học, tân Tổng thống Hàn Quốc đang cho thấy ông là người cứng rắn với Bình Nhưỡng. Trong 5 năm qua, Seoul đã theo đuổi chính sách mềm mỏng, thiên về đối thoại với Bình Nhưỡng, làm trung gian cho các cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump. Hàn Quốc cũng giảm bớt các cuộc tập trận chung với Mỹ mà Triều Tiên coi là hành động khiêu khích. Đối với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 10 tháng 3 với kết quả xích sao, cách tiếp cận này là một thất bại. Ông Yoon viết trong một bài đăng trên Facebook trước cuộc bầu cử rằng chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đã tình nguyện đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng cuối cùng đã bị cả hai bên gây thất vọng. Kể từ đầu năm, Bình Nhưỡng đã tiến hành 9 vụ thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo tầm trung bị cấm. Sau khi Bình Nhưỡng phóng thứ mà họ tuyên bố là một bộ phận vệ tinh do thám hôm ngày 5 tháng 3, ông Yoon, 61 tuổi, nói rằng cần phải đối phó với lãnh đạo Triều Tiên. Hàn Quốc nói với thể Bình Nhưỡng phóng là tên lửa đạn đạo ngụy trang.
Trong chiến dịch tranh cử, ông gọi ông Kim là một gã thô lỗ và cam kết rằng một khi ông lên nắm quyền, ông sẽ khiến lãnh đạo Triều Tiên phải thay đổi. Cựu công tố viên Hàn Quốc đe dọa sẽ tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu cần thiết, điều mà các nhà phân tích đánh giá là phi thực tế và nguy hiểm. Dù vậy, ông Jun hôm qua khẳng định sẽ nghiêm khắc đối phó với các hành vi phi pháp và phi lý của Triều Tiên trong những bình luận đầu tiên sau khi đắc cử. Thưa quý vị, theo một giới chức chính phủ nói với hãng thông tấn Reuters hôm thứ Năm ngày 10 tháng 3, rằng chính phủ Biden sẽ tiếp tục duy trì lệnh đeo khẩu trang trên phi cơ, xe lửa và các hệ thống chuyên chở công cộng tới ngày 18 tháng 4, trong lúc các giới chức y tế cộng đồng xem xét là khi nào có thể bỏ được lệnh đeo khẩu trang. Theo nguồn tin này, trong tháng tới, các giới chức thuộc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ sẽ họp với các cơ quan chính quyền liên bang để giúp thay đổi quy định là khi nào và trong hoàn cảnh nào có thể bỏ lệnh đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng. Các nhóm đại diện công ty hàng không và du lịch hồi tháng qua kêu gọi chính phủ Mỹ hãy hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang trên các phương tiện di chuyển công cộng vào ngày 18 tháng 3, hoặc nếu không thì hãy đưa ra lộ trình rõ ràng để tiến tới việc hủy bỏ lệnh này trong vòng 90 ngày. Cơ quan CDC hồi tháng qua nới lỏng các hướng dẫn về việc đeo khẩu trang. Các cơ quan chính phủ Mỹ nay hủy lệnh đeo khẩu trang trong các tòa nhà chính phủ ở Washington, cũng như các nơi có mức lây nhiễm COVID-19 được coi là thấp hay trung bình. CDC hồi tuần qua nói rằng 93% dân số Mỹ nay ở trong các khu vực có mức COVID-19 thấp đủ để không phải đeo khẩu trang. Lệnh đeo khẩu trang trên các phương tiện di chuyển công cộng được chính phủ Biden đưa ra vào tháng Giêng năm 2021, đòi hỏi tất cả những người sử dụng phi cơ, tàu thủy, xe lửa, xe điện, xe buýt, cùng là các trạm xe, tàu, bến cảng đều phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư ngày 9 tháng 3 vừa khôi phục quyền đặt ra các quy định riêng về khí thải từ xe hơi của California, lật ngược quyết định của chính phủ Donald Trump và đưa California thành tiểu bang đi đầu trong việc chống biến đổi khí hậu ở Mỹ. Quyết định khôi phục quyền miễn trừ đạo luật không khí sạch cho phép California áp dụng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mạnh mẽ hơn, các tiêu chuẩn của chính phủ liên bang và đặt ra tiền lệ cho các tiểu bang còn lại về cách giảm thiểu khí thải xe cộ. Khả năng kiểm soát khí thải xe cộ trong quá khứ của California dẫn đến một số chiến lược đổi mới trong ngành kỹ nghệ xe hơi, ví dụ như bộ chuyển đổi xúc tác giúp chuyển đổi khí độc và chất ô nhiễm trong khí thải thành chất ô nhiễm ít độc hại hơn, cũng như áp dụng đèn kiểm tra động cơ lên xe. Lĩnh vực giao thông vận tải là nguồn phát thải khí nhà kính chính ở Mỹ, chiếm 29% lượng khí thải cả nước. California, tiểu bang đông dân nhất đất nước, là nơi có hàng loạt xa lộ tắc nghẽn thải khí carbon ô nhiễm vào bầu không khí quyển và tạo ra bầu trời đầy khói trên các thành phố như Los Angeles. 17 tiểu bang và đặc khu Columbia đã áp dụng các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn của California. Ban Tài nguyên Không khí California sẽ quyết định cách thực thi các tiêu chuẩn trên.